nữ học hàng DHC tôi vừa mua có gì và lý do tại sao tháng nào tôi cũng sẵn sàng chi tiền cho mấy em ấy nhé. Đầu tiên, với một đứa rất là ư dễ thâm sau mụn như tôi và cũng còn trong quá trình khắc phục da sẹo thì một túi viên uống sáng da Adlai là chắc cú phải mua đi mua lại. Loại này tôi đã tham khảo ý kiến bác sĩ rồi và được ủng hộ dùng. Với thành phần chính là bột ý dĩ, cô đặt ít 13 lần, 90% là vitamin E giúp dưỡng ẩm và cả dưỡng sáng, ức chế được tác hại của việc sản sinh melanin. Nên là tôi thiết nghĩ chúng ta từ 15 tuổi đều nên bổ sung để hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, duy trì sức khỏe làn da. Chỉ cần một viên thôi, uống trước khi ngủ vào buổi tối á, thật sự dễ nhớ lắm luôn ha. Và đẹp nhất là kết hợp uống cùng với viên uống rau củ DHC. Có phải ba mẹ chúng ta từ nhỏ đều hay rỉ tai là ăn rau nhiều đi cho đẹp da, rồi lỡ có lười hay là không ăn được thì mình nạp viên uống vô, cũng là một hình thức để bổ sung chất xơ và vitamin. Nhất dáng thì nhì da, nhưng thứ ba quan trọng với con gái đó là mái tóc. Tôi thì đang theo đuổi bộ môn nuôi tóc dài nên là bổ sung thêm trong đơn lần này là tôi có mua viên uống biotin để vừa nuôi tóc chắc khỏe nhanh dài lại cả ngăn gãy rụng nhờ công thức giải phóng dần dần giúp biotin bền vững hơn trong cơ thể. Thành phần này còn giúp cứng móng, đẹp da, giảm viêm cơ địa. À còn hộp treo này là tôi mua để dưỡng sáng á, để test qua một thời gian đi ha, rồi tôi review detail sau ha. Ui, mở ra thấy mùi treo này thơm nha. Với nghe nói trong đây có công thức dưỡng sáng phục hồi da, và với dạng treo này á thì cho khả năng sẽ thẩm thấu tốt nè, cấp ẩm và dễ hợp với nhiều loại da. Ui, trong hộp tôi mua còn có hai món quà xinh tiện lợi tặng thêm nữa nè. Và đây thật sự là những món theo nhu cầu cá nhân tôi cảm thấy là đáng mua nhất của nhà DHC đó. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.